Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn nhà Hà Nội quanh khu vực ngã tư Sở thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị tổ hợp 3 căn nhà xây mới nằm tại phố Khương Trung, quận Thanh Xuân. 3 căn nhà của chúng ta thì có diện tích từ 32 cho đến 42 mét vuông một căn. Tất cả thì đều được xây dựng 6 tầng với 6 phòng ngủ, đặc biệt là cách ngã tư Sở chỉ khoảng 300 mét thôi. Với mức giá đang được chào bán chỉ từ 5,2 cho đến 6,2 tỷ một căn nhà như thế này. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về các căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là tổ hợp 3 căn nhà xây mới nằm tại phố Khương Trung, quận Thanh Xuân mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. 3 căn nhà của chúng ta thì nằm cách ngã tư Sở chỉ đâu đó vài 300 mét thôi, rất là gần. Với diện tích từ 32 cho đến 42 mét vuông một căn, tất cả thì đều là có hướng đông nam anh chị nhé. Đây là ngõ ngoài của chúng ta này. Ngõ rất là thoáng. Rồi sau đây thì em sẽ quay chi tiết phía trong cho anh chị nhé. Với căn phía ngoài, căn này sẽ rơi vào là 40 mét vuông. Tiếp theo là căn này 36 mét. Và căn trong cùng thì sẽ là 32 mét anh chị nhé. Căn trong cùng thì mỗi tầng một phòng. Hai căn ngoài thì thiết kế 6 phòng ngủ. Hướng đông nam, rất là mát mẻ. Em sẽ quay cho anh chị căn này, căn rộng nhất. Căn này thì quý anh chị có thể để thiết kế phòng khách, phòng bếp dưới tầng 1 cũng được, hoặc là phòng khách lên tầng 2 đều rất ok. Phía sau thì đều có khe thoáng mở được cửa sổ. Đấy. Với form thiết kế như này thì phòng bếp của chúng ta sẽ rất là rộng này. Đấy, sử dụng rất là thuận tiện luôn. Với mặt tiền hơn 4 mét, căn nhà này thì mặt tiền rộng. Các căn thì mặt tiền đều rất là thoáng. Cầu thang thì đều bằng gỗ hết rồi. Đương nhiên lên tầng trên, vệ sinh sẽ ở giữa. Hai phòng ngủ hai bên. Căn này thì phía sau hơi chéo một chút, tuy nhiên là cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều. Kê đồ vào rất là ok luôn. Đấy, vệ sinh ở giữa đây. Với mức giá đang được chào bán cho căn trong cùng nhỏ nhất sẽ là 5,2 tỷ. Tiếp theo là căn ở giữa 5,6 tỷ. Và căn ngoài này rộng nhất 6,2 tỷ. Và mức giá này thì sẽ có thể thay đổi theo mức giá của thị trường cũng như giá của chủ nhà mong muốn. Quý anh chị muốn biết vào cái thời điểm mà quý anh chị xem video, có thể là ngay sau khi em Phương quay xong thì quý anh chị đã xem rồi thì mức giá vẫn còn giữ nguyên, còn có thể là xem sau này thì mức giá có thể thay đổi. Quý anh chị hãy gọi điện trực tiếp cho em Phương nhé, hoặc là bấm vào phần mô tả của video, em sẽ cập nhật mức giá ở phần mô tả đó anh chị nhé. Phòng ngoài này thì rộng, khá là rộng. Lên trên này đua ra. Hơn 6 tỷ. Hơn 6 tỷ cho căn nhà này à? Đấy, tương đối hợp lý này. 6 phòng ngủ. Thế 6 phòng này thiết kế lại để cho thuê cũng rất ok. 6 phòng cho thuê. Mức giá đầu tư chỉ có 6,2 tỷ. Đấy, chưa thương lượng. Ngoài những căn nhà này ra thì quanh khu vực Hà Nội em còn rất là nhiều các căn nhà riêng khác nữa. Quý anh chị muốn mua căn nhà như thế nào thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Phương nhé. Và những anh chị nào đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng thì cũng hãy gọi cho em sẽ giúp quý anh chị kết nối một cách nhanh nhất, hợp lý nhất. Trên đây sẽ phòng thờ sân phơi. Wow. Ồ. Căn này mà anh chị nào thiết kế cho thuê thì hợp lý đấy. Lên trên này vẫn còn làm được hai phòng nữa. Đây. Vẫn vệ sinh ở giữa được. Bên này thì chỉ cần bắn bên này vào.
Đấy, là ok thôi. Là thành một phòng nữa bên này. Cho thuê ổn định luôn. Đấy, rất hợp lý. 246 thêm 2 phòng lẻ nữa là 8 phòng. Đấy. Hợp lý, hợp lý. Còn đây là Royal City anh chị ơi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình những căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.